Một người đàn ông tới gần người phụ nữ trong một ba và nói Xin lỗi, cô có ngủ với một người đàn ông cô không quen biết để lấy một triệu đô la không? Cô ta suy nghĩ về lời đề nghị trong một phút, sau đó trả lời Được thôi, tôi sẽ ngủ với một người đàn ông tôi không quen biết để lấy một triệu đô la Sau đó người đàn ông hỏi Vậy cô có ngủ với tôi để lấy 50 xu không? Thấy bị xúc phạm, người đàn bà cấu kỉnh dĩ nhiên là không sao ông có thể hỏi tôi một việc vô lý như vậy người đàn ông nói à tôi vừa chứng thực cô là một gái điếm bây giờ tôi chỉ trả giá mà thôi ở bù cục nọ có một lá thư đầy người nhận là thượng đế thiên đường dĩ nhiên là không thể gửi nó đi họ bèn mở ra xem thư viết gửi thượng đế tôi là một bà lão tội nghiệp Tám mươi tuổi, suốt cả đời này tôi chẳng đòi hỏi gì. Nhưng hiện nay tôi đang rất cần một trăm đô la. Xin người hãy rủ lòng thương mà ban số tiền đó cho kẻ già này. Cả bu cục, mũi lòng, mỗi người quyên góp một ít tiền. Được chín mươi đô la, gửi cho bà cụ. Hôm sau, bà lão gửi thư khác, cũng cho thượng đế. Lần này, ông giám đốc gọi tất cả nhân viên tới để nghe đọc lời cảm ơn. Thưa Thượng Đế, tôi xin cảm ơn Ngài với tấm lòng sâu sắc. Nhưng tôi chỉ nhận được có 90 đô la, còn 10 đô la đã bị bọn bu cục thó mất rồi. Ông nọ than thở với bạn. Cuộc hôn nhân của tôi giống như ao nước tù, chẳng có gì mới lạ. Người bạn khuyên ông ta, sao ông không gặp một cô bồ cho thêm hương vị? Nhưng bà ấy phát hiện thì sao? Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi Cứ nói thẳng với bà ấy Thế là ông ta vội vã quay về Bảo với vợ Này mình Anh cho rằng nếu anh có vài cuộc phiêu lưu tình ái Quan hệ của chúng ta sẽ cải thiện chứ Người vợ lắc đầu Thôi bỏ đi Tôi cũng đã thử với vài người đàn ông khác rồi Chẳng hiệu quả gì đâu Sau khi biết rằng Alibaba đã có được mật khẩu mở cửa kho báu. Vân ơi, mở ra. Thì 40 tên cướp đã quyết định đổi là mật khẩu và yên tâm ra về. Đến sáng ngày hôm sau, 40 tên cướp lại mở kho báu của mình và há hốc mồm vì ngạc nhiên. Toàn bộ kho báu đã bị vét hết sạch. Chỉ còn trơ lại trên cửa hàng kho báu một thông báo bị hắt bởi Alibaba. ba người bạn pháp mỹ và việt nam ngồi uống cà phê ở một quán cà phê nọ hết đề tài để nói bỗng một anh hỏi theo mấy anh định nghĩa thì thế nào là một người bình tĩnh anh mỹ lên tiếng tôi đi làm về bước vào phòng ngủ thấy vợ đang nằm với một người đàn ông lạ tôi rút súng ra người bình tĩnh là tôi không bắn đôi gian phù giam phụ đó anh pháp Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra, người bình tĩnh là tôi không bắn đôi gian phù gian phụ đó và tôi nói: "Xin lỗi ông bà, ông bà cứ tiếp tục đi." Người Việt Nam, theo tôi thì tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra, tôi không bắn đôi gian phù gian phụ đó và nói: Xin lỗi ông bà Ông bà cứ tiếp tục Mà cái thằng đó còn tiếp tục Thì nó mới là người bình tĩnh Có một anh chàng người Đức Vào quán bia và gọi một chai ken Giá 27 xu Khi uống xong Anh ta vứt bừa 27 xu lên bàn Khi chủ quán thu gom rất tức tối Hôm sau Anh ta mang tờ tiền mệnh giá 50 xu để trả Với dịp này Lão chủ quán quẳng hai mươi ba xu ra đất và nói tiền thối đây anh ta bình thản móc ra bốn xu nữa thảy xuống đất và nói cho thêm chai nữa